Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được cuộc sống giàu sang, đủ đầy, việc gì cũng thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, có thể làm nên sự nghiệp hiển hách, đón nhiều vận may bất ngờ, tài lộc thăng hoa, trúng số đổi đời như ý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Giáp Thìn sinh 1964, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, gặp thời giác cạn lộc trời, nghèo khổ mấy cũng đổi đời giàu sang, tiền vàng nhét chật két. Chúng ta đều hiểu rằng nhân quả và luân hồi là những quy luật không thể tránh khỏi trong đời sống. Nếu trong kiếp này chúng ta tạo phúc mà không hưởng thụ thì sẽ nhận lại quả tốt trong kiếp sau. Ngược lại, nếu tạo nghiệp, chúng ta sẽ gánh chịu quả báo trong tương lai. Cổ nhân vẫn dạy rằng sinh có hạn tử bất kỳ, bởi trong cuộc đời này, mọi người đều chỉ có một quãng thời gian ngắn ngủi để sống. Nếu chúng ta may mắn trải qua những tháng ngày bình yên, sung túc, không phải lo toan thì đó quả là một cuộc sống viên mãn. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được điều này. Nhiều người phải vật lộn với khó khăn, mắc nợ, bệnh tật và vô vàn thử thách trong suốt cuộc đời. Họ có thể đã chịu đựng khổ đau trong nhiều năm, nhìn thấy bao nhiêu khó khăn dồn dập nhưng không thể dời đi. Điều đau lòng hơn là khi trong gia đình, vợ chồng mâu thuẫn, cãi giả, phá vỡ hạnh phúc, trong khi xung quanh lại là những người sống cuộc đời viên mãn, giàu sang. Tuy nhiên, nhờ vào đức hạnh và sự kiên nhẫn, những người này cuối cùng cũng nhận được sự giúp đỡ từ trên cao, thay đổi vận mệnh chỉ trong chớp mắt. Đây là minh chứng rõ ràng cho lời dạy đức năng thắng số, cho thấy dù cuộc đời có khó khăn đến đâu, lòng tốt và sự kiên trì sẽ luôn được đền đáp. Kính thưa quý khán giả, đặc biệt là quý cô bác tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, thân mến, tháng 10 âm lịch vừa qua chắc hẳn đã mang đến không ít thử thách và khó khăn cho nhiều người. Những vấn đề trong công việc khiến tinh thần có lúc như trùng xuống, sức khỏe gặp trục trặc, tài chính dường như không ổn định, tạo ra những lo âu không dễ dàng vượt qua. Tuy nhiên, đừng vội lo lắng, bởi vì hôm nay tôi xin được chia sẻ một bí mật động trời, một điều sẽ khiến quý cô bác phải bất ngờ. Đúng 7 ngày tới, tháng 11 âm lịch 2024 sẽ mở ra một cơ hội mới, mang theo một luồng gió mới đầy may mắn và tài lộc. Tất cả những khó khăn của tháng vừa qua sẽ được đền đáp xứng đáng, và một cơn sóng tài lộc mạnh mẽ sẽ ùa đến, giúp quý cô bác phục hồi và dớt dác lại những gì đã mất. Đây chính là thời điểm mà những gì quý cô bác đã kiên nhẫn chờ đợi sẽ được đền bù, mang lại niềm vui và sự phấn khởi trong cuộc sống. Những tháng ngày khó khăn sẽ dần qua đi, thay vào đó là một cuộc sống tràn ngập may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Những người sinh năm Giáp Thìn, thuộc mệnh phúc đăng quả, là những người có phẩm chất vượt trội trong khả năng giải quyết vấn đề và đưa ra phán đoán nhanh chóng, chính xác. Với tính cách mạnh mẽ, tự tin, họ luôn là những người tiên phong, dám đối diện với thử thách và không bao giờ lùi bước. Những người này không chỉ là người có trách nhiệm cao trong công việc, mà còn luôn giữ vững niềm tin vào chính mình, sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn khi cần thiết. Nhờ vào sự kiên nhẫn và khéo léo, quý cô bác tuổi Giáp Thìn sẽ bước từng bước vững chãi trên con đường dẫn đến thành công. Khi đặt ra mục tiêu, họ không bao giờ vội vã, mà luôn lập ra những kế hoạch kỹ lưỡng và an toàn. Chính nhờ sự cẩn trọng đó mà họ luôn đạt được kết quả mỹ mãn. Trong quan điểm tử vi phương Đông, ngoài năm sinh, tháng sinh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định đoạt vận mệnh của mỗi người. Chẳng thế mà có câu nói tháng sinh quyết định vận mệnh, khi chọn được ngày tháng tốt, người ta sẽ gặt hái được vinh hoa phú quý. Nhưng nếu không may chọn phải ngày tháng xấu, vận số sẽ lận đận, khó khăn trùng trùng. Vậy nên,
việc chọn tháng sinh hợp mệnh là rất quan trọng. Với những quý cô bác tuổi Giáp Thìn, tháng sinh nào sẽ mang lại may mắn, công danh rộng mở? Mời quý vị tiếp tục theo dõi để tìm hiểu thêm về những bí mật thú vị trong việc chọn tháng sinh phù hợp, từ đó nắm bắt cơ hội để cải thiện vận mệnh, đưa cuộc sống lên tầm cao mới. Chắc chắn rằng trong tháng 11 này, những điều tốt đẹp sẽ đến, mang lại sự an vui và thịnh vượng cho quý cô bác. Người tuổi Giáp Thìn, với bản mệnh của rồng, mang trong mình một tiềm năng to lớn, nhưng vận mệnh của họ lại không phải lúc nào cũng thuận lợi. Tùy vào tháng sinh trong năm âm lịch, những người tuổi này sẽ gặp phải những thách thức và may mắn khác nhau, tạo nên một cuộc đời đầy sự khác biệt. Giáp Thìn sinh tháng Giêng, Tết Nguyên Đán, ngay từ khi sinh ra đã gặp nhiều gian truân. Dù sở hữu trí tuệ sắc bén và năng lực vượt trội, nhưng do thiếu cơ hội, họ thường xuyên phải đối mặt với khó khăn trong công việc và cuộc sống. Mặc dù làm việc chăm chỉ, họ không dễ dàng thu được thành quả và có thể sẽ kết hôn muộn vì sự nghiệp chiếm ưu thế trong tâm trí họ. Giáp Thìn sinh tháng 2 lại có vận mệnh khác biệt. Người sinh vào tháng này thường gặp may mắn, tài lộc thuận lợi và sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Họ không chỉ thông minh mà còn có tầm nhìn xa trông rộng, tự tin vào bản thân và luôn lạc quan trong cuộc sống. Tuy nhiên, đôi khi sự cố chấp và thiếu linh hoạt có thể là rào cản khiến họ mắc sai lầm. Nếu biết thay đổi và mềm mỏng hơn, họ sẽ dễ dàng duy trì sự ổn định và thịnh vượng. Giáp Thìn sinh tháng 3 là những người có ý chí kiên cường và lòng dũng cảm phi thường. Họ không dễ dàng bị khuất phục và luôn chiến đấu hết mình để đạt được thành công. Quý nhân sẽ luôn bên cạnh, giúp đỡ họ vượt qua mọi thử thách để công danh sự nghiệp thuận lợi, tiền tài dồi dào. Giáp Thìn sinh tháng 4, một tháng của khí trời ấm áp. Những người sinh vào thời gian này thường mang trong mình hoài bão lớn, ước mơ trở thành người tài giỏi, có ảnh hưởng lớn. Sự quyết đoán, cứng rắn và khát vọng thành công giúp họ vượt qua mọi thử thách, đạt được danh vọng và tài lộc. Tuy nhiên, bản tính nóng nảy và cứng đầu có thể gây ra những mâu thuẫn không đáng có nếu họ không kiểm soát được. Giáp Thìn sinh tháng 5, vào tiết trời du long hạ hải, họ là những người mạnh mẽ, quyết đoán và sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Tính cách này giúp họ tự tạo dựng sự nghiệp và danh tiếng cho riêng mình, dù đôi khi sự nóng vội và quyết đoán thiếu suy nghĩ có thể dẫn đến những quyết định sai lầm. Giáp Thìn sinh tháng 6, trong tiết trời Tiểu Thử, người sinh tháng này mặc dù có tài năng, nhưng vận mệnh lại không thuận lợi. Họ phải đối diện với khó khăn trong việc duy trì sự nghiệp và tiền bạc. Gia đình không có nhiều phúc phần, khiến cho dù có cố gắng, họ vẫn không dễ đạt được thành công lớn trong đời. Giáp Thìn sinh tháng 7 là những người có cuộc sống êm đềm, được anh em bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Họ có phúc phần lớn, nhờ sự chăm chỉ và thái độ cẩn trọng trong công việc, luôn biết cách tiến lùi hợp lý. Sự nghiệp của họ dễ dàng thăng tiến nếu có mục tiêu rõ ràng và sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Giáp Thìn sinh tháng 8 là những người có tài năng xuất chúng và tính cách phong lưu. Họ là những người có mối quan hệ rộng rãi, thích giao tiếp và làm quen với người khác. Họ luôn có mục tiêu cao xa và không ngừng phấn đấu để đạt được thành công. Sự nghiệp của họ thuận lợi nhờ sự trợ giúp của quý nhân. Giáp Thìn sinh tháng 9 là những người sống có đạo đức, nhân hậu, luôn làm điều thiện và trọng chính nghĩa. Họ được phúc lớn và thành công trong sự nghiệp nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè, gia đình. Họ có thể đạt được mục tiêu của mình dễ dàng vì luôn nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía. Giáp Thìn sinh tháng 10 thường thích cuộc sống an nhàn, không quá mưu cầu danh vọng. Họ có một tâm hồn yên bình, tránh xa sự ồn ào, không muốn tranh đua, ganh ghét. Đây là những người sống nội tâm, ít hòa nhập vào tập thể, tìm kiếm sự ổn định trong cuộc sống. Giáp Thìn sinh tháng 11 là những người thiếu quyết đoán và kiên trì. Họ gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu dù rất tham vọng. Cuộc sống của họ có thể gặp trắc trở vì họ thiếu sự dũng cảm và khó khăn trong việc duy trì tinh thần khi gặp thất bại. Cuối cùng, Giáp Thìn sinh tháng Chạp là những người dù có trí tuệ và tâm hồn lương thiện, nhưng phải đối mặt với một vận mệnh kém may mắn. Họ cần phải tự thân vận động, học hỏi và rèn luyện bản thân để vượt qua khó khăn và gặt hái thành công trong cuộc sống. Tiếp theo sau đây sẽ là phân luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Về phương diện công danh, sự nghiệp,
Thời gian từ 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024 là một giai đoạn cực kỳ thuận lợi cho công danh sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ của cục diện tam hợp, bạn sẽ thấy mình có thêm nhiều cơ hội để phát triển và mở rộng mối quan hệ trong công việc. Bản mệnh sẽ nhận được sự chú ý từ những người xung quanh, từ đồng nghiệp đến lãnh đạo, và đặc biệt là các quý nhân. Điều này không chỉ giúp bạn có được những cơ hội hợp tác thuận lợi mà còn giúp bạn nhận ra được những điểm mạnh của bản thân mà trước đây có thể bạn chưa nhận thức hết. Trong công việc, những nỗ lực và sự kiên trì mà bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian qua sẽ bắt đầu thu hoạch được thành quả. Bạn có khả năng hợp tác ăn ý với các đồng nghiệp, hiểu rõ ý đồ của lãnh đạo, và đó chính là yếu tố giúp bạn dễ dàng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đó, những thành tích mà bạn đạt được sẽ không chỉ khiến bạn tự hào mà còn khiến những người xung quanh bất ngờ trước những bước tiến vững chắc mà bạn đang tiến đến. Nếu bạn đang có những dự định, ý tưởng mới trong công việc, thời điểm này chính là lúc để bạn mạnh dạn triển khai. Những quyết định bạn đưa ra có thể sẽ gặp một vài thử thách ban đầu, nhưng bạn sẽ học được rất nhiều từ quá trình này. Những khó khăn ấy sẽ giúp bạn trưởng thành và trưởng thành nhanh chóng. Thậm chí, trong thời gian này, bạn sẽ gặp gỡ những người có cùng chí hướng, có thể là những đối tác kinh doanh tiềm năng hoặc quý nhân sẽ luôn hỗ trợ bạn trong những bước đi tiếp theo. Sự kết hợp giữa khả năng nhận thức vấn đề nhanh nhạy, tinh thần học hỏi và sự giúp đỡ của những người xung quanh sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu đầy hứa hẹn trong công việc. Chắc chắn rằng bạn sẽ có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp. Những cơ hội để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên môn đều mở ra trước mắt bạn, và bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội nào để gặt hái thành công. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận thành quả xứng đáng, bởi những nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai gần. Về phương diện tài lộc, không chỉ công việc thuận lợi, tài chính của người tuổi Giáp Thìn trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024 cũng có những bước tiến rõ rệt. Khi công việc phát triển thuận lợi, tài lộc cũng sẽ đi theo một chiều hướng tốt đẹp. Đặc biệt, với những ai đang làm công ăn lương, việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có sự hỗ trợ từ lãnh đạo sẽ mang đến những khoản thù lao, thưởng nóng đầy khích lệ. Nếu bạn là một người làm kinh doanh, đây là thời điểm lý tưởng để bạn tiếp tục mạnh dạn đầu tư và đưa ra những quyết định mang tính chiến lược. Tầm nhìn xa rộng của bạn sẽ giúp bạn dự đoán chính xác xu hướng thị trường và làm chủ được các cơ hội tài chính. Thời gian này, bạn có thể nhận thấy sự ổn định và gia tăng trong thu nhập, và điều này sẽ khiến bạn không còn phải lo lắng về vấn đề chi tiêu. Những cơ hội đầu tư sinh lời đang đón chờ bạn, chỉ cần bạn tự tin và quyết đoán, bạn hoàn toàn có thể đạt được những khoản lợi nhuận vượt ngoài mong đợi. Đặc biệt, trong công việc và kinh doanh, bạn sẽ có cơ hội ký kết hợp đồng với những đối tác tiềm năng. Các mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp bạn không chỉ ổn định nguồn thu mà còn mang lại một sự tín nhiệm lớn từ phía đối tác, tạo đà cho những bước tiến lớn trong tương lai. Hãy tin vào bản thân và đừng ngần ngại thực hiện những kế hoạch mà bạn đã ấp ủ bấy lâu. Đây là thời điểm cực kỳ thích hợp để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc tham gia vào một lĩnh vực mới mà bạn đang tìm hiểu. Thực hiện những bước đi này sẽ không hề dễ dàng, nhưng với những kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy được, cùng sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, bạn sẽ không phải lo lắng về những khó khăn. Ngược lại, chúng sẽ là bài học quý giá giúp bạn thêm phần tự tin và trưởng thành hơn trong quyết định tài chính. Đặc biệt, đừng quên tham khảo ý kiến từ những người đi trước, những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực bạn đang quan tâm. Họ sẽ mang đến cho bạn những lời khuyên thiết thực và mở ra cho bạn những cơ hội quý giá mà có thể trước đây bạn chưa từng nghĩ tới. Đây chính là thời điểm bạn cần mạnh dạn, dám thử thách bản thân và theo đuổi những giấc mơ tài chính của mình. Chắc chắn rằng, những nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng bằng một sự nghiệp tài chính vững chắc và đầy triển vọng. Về phương diện tình cảm gia đình, trong khoảng thời gian 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024, người tuổi Giáp Thìn sẽ gặp phải một số khó khăn trong mối quan hệ tình cảm, đặc biệt là trong gia đình. Mặc dù sự nghiệp của bạn đang trên đà phát triển và tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tốt, nhưng chính sự tập trung quá mức vào công việc đã khiến bạn lơ là trong việc chăm sóc và quan tâm đến người thân, đặc biệt là đối với vợ chồng và những người xung quanh. Điều này có thể tạo ra sự hiểu lầm và mâu thuẫn không đáng có, khiến không khí trong gia đình trở nên căng thẳng. Trong giai đoạn này, bạn cần nhận thức rằng một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống viên mãn không chỉ được xây dựng từ thành công trong công việc và tiền tài, mà còn là sự sẻ chia,
thấu hiểu và quan tâm lẫn nhau. Dành thời gian cho người thân, đặc biệt là người bạn đời, không chỉ để xoa dịu những khúc mắc mà còn để thắt chặt thêm tình cảm. Hãy chủ động chia sẻ về công việc và những lo toan của bạn để họ hiểu và cảm thông hơn. Khi bạn mở lòng và giao tiếp nhiều hơn, mối quan hệ giữa hai người sẽ trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn. Đối với những người độc thân, bạn có thể cảm thấy không có đủ thời gian và tâm trạng để nghĩ về chuyện tình cảm lúc này. Bạn đang quá bận rộn với công việc và sự nghiệp, khiến bạn không muốn mở lòng đón nhận tình yêu. Tuy nhiên, đôi khi trong cuộc sống, tình yêu đến vào những thời điểm mà ta ít ngờ tới nhất. Đừng vội khép chặt cánh cửa trái tim mình, bởi biết đâu, người phù hợp với bạn đang ở gần mà bạn chưa nhận ra. Hãy thử nhìn nhận xung quanh một cách thoải mái hơn, và có thể bạn sẽ tìm thấy một tình yêu thực sự ngay trong tầm tay. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Giáp Thìn trong giai đoạn này cần đặc biệt chú ý đến bản thân. Sức khỏe của bạn có thể gặp một số dấu hiệu suy giảm do sự căng thẳng và mệt mỏi kéo dài từ công việc, đặc biệt là dưới ảnh hưởng của sao Bạch Hổ. Bạn có thể cảm thấy cơ thể mình đang kiệt sức nhưng lại bỏ qua những dấu hiệu này vì quá chú tâm vào công việc và không dành thời gian nghỉ ngơi đúng mức. Điều này sẽ làm cho sức khỏe của bạn ngày càng yếu đi, thậm chí có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng nếu không kịp thời chữa trị. Nếu bạn cảm thấy có dấu hiệu bất thường trong cơ thể, đừng chần chừ mà hãy đến bác sĩ khám ngay. Việc phát hiện sớm sẽ giúp bạn tránh được những biến chứng không mong muốn. Hãy nhớ rằng, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của bạn, và chỉ khi bạn khỏe mạnh, bạn mới có thể tiếp tục làm việc hiệu quả và chăm sóc gia đình. Hãy lắng nghe cơ thể mình và cho phép bản thân nghỉ ngơi khi cần thiết. Ngoài ra, trong khi tham gia giao thông hay làm việc, đặc biệt là những công việc đòi hỏi sự vận động mạnh, bạn cần chú ý hơn đến yếu tố an toàn. Đừng cố gắng làm việc khi bạn cảm thấy mệt mỏi, bởi điều này có thể khiến bạn dễ gặp phải tai nạn, đặc biệt khi làm việc với các máy móc hay tham gia giao thông. Hãy nhớ rằng an toàn là điều quan trọng nhất, và nếu bạn không giữ gìn sức khỏe, bạn sẽ không thể thực hiện được những ước mơ và mục tiêu trong công việc và cuộc sống. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, được chia làm hai giai đoạn đúng trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ ngày 4 đến 7 tháng 11 âm lịch 2024. Trong khoảng thời gian từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 11 âm lịch năm 2024, tuổi Giáp Thìn sẽ nhận được sự chiếu mệnh của sao Thái Dương, một sao dương quyền mang lại vận may đặc biệt trong công việc cũng như cuộc sống. Đây là một khoảng thời gian đầy hứa hẹn, khi mà mọi nỗ lực trong công việc và tình cảm sẽ được đền đáp xứng đáng. Bạn sẽ thấy công việc của mình diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, mọi khó khăn sẽ được hóa giải nhanh chóng nếu bạn giữ vững tinh thần bình tĩnh và lý trí. Những quyết định mà bạn đưa ra trong giai đoạn này đều sẽ đạt được kết quả tốt đẹp vì bạn đã tin tưởng vào chính bản thân mình, không dễ dao động trước khó khăn. Bên cạnh công việc, tình cảm gia đình của tuổi Giáp Thìn cũng phát triển một cách hài hòa. Mối quan hệ vợ chồng được củng cố, cả hai cùng nhau chia sẻ, động viên và phấn đấu xây dựng sự nghiệp vững mạnh. Hòa hợp trong gia đình là nền tảng quan trọng để bạn có thể phát triển sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Về mặt tài chính, đây là thời điểm khá thuận lợi. Bạn sẽ nhận được sự che chở của chính tài và thực thần, giúp đẩy lùi khó khăn và mở ra những cơ hội kiếm tiền nhanh chóng. Từ việc chính đến việc phụ, thu nhập của bạn đều tăng lên. Tuy nhiên, bạn cũng cần thận trọng với việc chi tiêu, vì vào cuối giai đoạn này có thể gặp phải tình trạng hao tài tốn của. Hãy chú ý không mua sắm theo cảm tính, thay vào đó hãy lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh lãng phí. Tử vi tuổi Giáp Thìn sinh 1964, từ ngày 8 đến 10 tháng 11 âm lịch 2024. Tiếp nối sự thuận lợi từ những ngày trước, giai đoạn từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch năm 2024 sẽ mang đến cho tuổi Giáp Thìn những cơ hội đặc biệt để phát triển sự nghiệp và tài lộc. Sao Thiên Đức chiếu mệnh, giúp bạn có được sự nghiệp thăng tiến, phúc lộc dồi dào. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn khẳng định bản thân trong công việc. Những nỗ lực của bạn sẽ không bị lãng phí mà sẽ được đền đáp xứng đáng. Có thể trong giai đoạn này, một số người sẽ nhận được thăng chức, một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của mình. Công việc của bạn sẽ có dấu hiệu khởi sắc ngay từ đầu tuần, khi bạn nhận được sự hỗ trợ từ các quý nhân, đặc biệt là từ những người có quyền lực,
địa vị cao trong tổ chức. Tuy nhiên, đến cuối giai đoạn, bạn có thể gặp một số trục trặc do ảnh hưởng của sao thương quan khi những mâu thuẫn trong công việc bắt đầu nảy sinh. Bạn dễ vướng phải các vấn đề tranh chấp, kiện tụng với đồng nghiệp, cấp trên. Lúc này, bạn cần kiên nhẫn và giữ bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề một cách khôn ngoan, tránh hành động nóng vội vì nó có thể gây hại đến tiền đồ của bạn. Về tài chính, trong khoảng thời gian này, nguồn thu nhập của bạn tiếp tục được cải thiện mạnh mẽ. Không chỉ có thu nhập chính từ công việc, mà bạn còn có thể kiếm được thêm tiền từ các công việc ngoài luồng. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội và tập trung vào lĩnh vực đầu tư hoặc kinh doanh, bạn sẽ thu được lợi nhuận lớn. Dù vậy, cần nhớ rằng thành công không đến dễ dàng, bạn sẽ cần sự kiên nhẫn, quyết tâm và chiến lược đúng đắn để đạt được những thành quả xứng đáng. Về sức khỏe, bạn không gặp vấn đề nghiêm trọng trong giai đoạn này, tuy nhiên vẫn cần chú ý chăm sóc cơ thể để tránh những bệnh tật không mong muốn. Một sức khỏe tốt là điều kiện tiên quyết để bạn có thể làm việc hiệu quả và gặt hái thành công. Hãy chú trọng đến chế độ ăn uống và tập luyện để duy trì thể lực ổn định. Kết luận: tử vi từ mùng 4 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Giáp Thìn là một thời điểm đầy hứa hẹn với sự nghiệp thăng tiến, tài lộc dồi dào và mối quan hệ tình cảm gia đình êm ấm. Tuy nhiên, để đạt được thành công, bạn cần kiên trì, giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và luôn kiểm soát tài chính một cách cẩn thận. Cùng với đó, sức khỏe tốt cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn tận dụng tối đa cơ hội trong công việc và cuộc sống. Những ngày may mắn của tuổi Giáp Thìn 1964 trong tháng 11 âm lịch 2024. Ngày 6 tháng 11 âm lịch. Ngày này, vận may sẽ mỉm cười với bạn, giúp bạn mở rộng các mối quan hệ và thu hút sự chú ý từ những người xung quanh. Tính cách dũng cảm, nhiệt huyết của bạn sẽ trở thành yếu tố thu hút trong mắt đồng nghiệp, bạn bè và đối tác. Những cơ hội quý giá trong công việc sẽ đến, bạn có thể nhận được những lời mời hợp tác mới hay thậm chí được đề bạt lên vị trí cao hơn. Mọi nỗ lực từ trước đến nay của bạn sẽ bắt đầu được ghi nhận. Tài lộc của bạn cũng có những dấu hiệu khởi sắc. Có thể bạn sẽ nhận được những khoản thu bất ngờ từ các khoản đầu tư đã thực hiện trước đó, hoặc thu nhập từ những công việc phụ mà bạn đã bỏ công sức. Mọi thứ như được tái tạo năng lượng, bạn sẽ cảm nhận rõ ràng sự thay đổi tích cực trong công việc lẫn tài chính. Ngày 12 tháng 10 âm lịch. Đây sẽ là ngày đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của bạn. Trước đó, có thể bạn đã phải trải qua những thời gian khó khăn, thậm chí là những thất bại, nhưng ngày hôm nay sẽ mở ra một chương mới, đầy hy vọng. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn nhìn nhận lại con đường mình đang đi và tìm kiếm những cơ hội để phát triển. Cũng trong ngày này, bạn nên chú trọng giao tiếp và học hỏi từ những người đi trước trong ngành nghề của mình. Những bậc tiền bối sẽ mang đến cho bạn những kinh nghiệm quý giá, giúp bạn điều chỉnh lại tư duy và cách làm việc. Hãy sẵn sàng đón nhận thử thách, đối mặt với chúng bằng một thái độ trưởng thành và kiên định. Khi bạn có được sự tự tin và vững vàng, bạn sẽ giải quyết mọi vấn đề một cách suôn sẻ. Mặc dù có thể gặp khó khăn lúc đầu, nhưng những cơ hội lớn sẽ đến và giúp bạn nổi bật trong nhóm, nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp và đối tác. Tài chính của bạn trong ngày này cũng sẽ có sự cải thiện rõ rệt. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đầu tư vào các dự án mới hoặc tìm ra phương thức đầu tư phù hợp với thị trường, từ đó thu được lợi nhuận đáng kể. Ngày 18 tháng 11 âm lịch. Đây chính là ngày bạn được đền đáp xứng đáng cho những công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Ngôi sao may mắn đang chiếu sáng trên bạn, giúp bạn gặt hái được thành quả lớn trong sự nghiệp. Những nỗ lực trước đó không hề vô ích. Bạn sẽ nhận được sự thăng tiến trong công việc hoặc thấy được thành công rõ rệt từ những dự án mà bạn đã dồn hết tâm huyết. Đồng thời, sự giúp đỡ từ quý nhân và sự hợp tác giữa các đối tác sẽ góp phần lớn vào sự nghiệp thăng hoa của bạn. Tình hình tài chính của bạn trong ngày này rất ổn định. Những khoản thu bất ngờ từ các công việc phụ hay các hợp đồng đang chờ được ký kết sẽ giúp bạn có một nguồn thu rủng rỉnh. Cảm giác nhẹ nhõm và thư thái sẽ lan tỏa. Bạn không còn phải lo lắng về tiền bạc hay áp lực công việc. Đây là thời điểm mà bạn sẽ cảm nhận được sự đền đáp cho mọi cố gắng của mình. Ngày 26 tháng 11 âm lịch. Ngày này, bạn sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng, có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của mình. Những lựa chọn này sẽ định hình tương lai, vì vậy bạn cần dành thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Đừng chỉ dựa vào những yếu tố bên ngoài, mà hãy lắng nghe cảm nhận của bản thân, xem bạn thực sự muốn gì trong cuộc sống và công việc.
việc tìm kiếm lời khuyên từ gia đình và bạn bè cũng là điều rất quan trọng. Những người thân yêu sẽ mang đến cho bạn những góc nhìn khác biệt, giúp bạn có thể nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn và đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Sau khi đã xác định được mục tiêu rõ ràng, bạn cần dũng cảm bước đi bước đầu tiên. Dù con đường phía trước có khó khăn, nhưng nếu bạn giữ vững niềm tin và quyết tâm, kết quả sẽ không làm bạn thất vọng. Cũng trong ngày này, tài chính của bạn sẽ có sự cải thiện đáng kể. Những dự án kinh doanh bạn đang đầu tư sẽ bắt đầu mang lại lợi nhuận, và bạn sẽ có cơ hội mở rộng thị trường hoặc phát triển các phương thức kinh doanh mới. Như vậy, mỗi ngày trong tháng 11 âm lịch 2024 sẽ mang lại những cơ hội và may mắn lớn cho bạn, giúp bạn tiến gần hơn đến những thành công trong công việc và cuộc sống. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan, chủ động nắm bắt cơ hội và bước đi vững chắc trên con đường mà bạn đã chọn. Hợp tác làm ăn với tuổi Giáp Thìn, những tuổi hợp và điều kiện thuận lợi để thăng tiến. Trong công việc hợp tác làm ăn, việc chọn đúng đối tác đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng vận khí, thu hút tài lộc và thành công bền vững. Đối với người tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, việc tìm được người bạn đồng hành thích hợp sẽ giúp công việc thuận lợi và sự nghiệp vững mạnh. Hãy cùng khám phá những sự kết hợp lý tưởng để tuổi Giáp Thìn có thể tìm được đối tác phù hợp, mang lại sự thịnh vượng cho cả hai. 1. Giáp Thìn và Tý, sự hỗ trợ hoàn hảo. Tuổi Tý và tuổi Giáp Thìn là một cặp đôi hợp tác rất ăn ý. Mỗi người đều có những điểm mạnh giúp đối phương phát huy tối đa khả năng của mình. Tuổi Tý với trí thông minh sắc bén, sự nhanh nhạy và khả năng mưu trí sẽ là người giúp Giáp Thìn phát triển các kế hoạch kinh doanh một cách hiệu quả. Cả hai sẽ luôn bên cạnh nhau, cùng giải quyết mọi khó khăn trong công việc mà không gặp phải mâu thuẫn nghiêm trọng. Tuy nhiên, đôi khi có những sự khác biệt nhỏ về cách làm việc, nhưng những vấn đề này luôn được hóa giải nhẹ nhàng nhờ vào sự hài hước và tính cách dễ chịu của cả hai. Sự kết hợp này sẽ giúp công việc đạt được thành công vượt trội. 2. Giáp Thìn và Sửu, sự kết hợp vững mạnh và trách nhiệm. Khi hợp tác với tuổi Sửu, tuổi Giáp Thìn sẽ cảm thấy được sự hỗ trợ vững chắc từ đối tác. Sửu là người rất nghiêm túc và có trách nhiệm, thường xuyên xuất hiện khi cần giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình và bạn bè. Trong khi đó, Giáp Thìn mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, thích thử thách và đôi khi có chút liều lĩnh trong công việc. Sự kết hợp giữa hai tuổi này tạo ra một đội ngũ vững chắc, giúp công việc kinh doanh phát triển mạnh mẽ. Mặc dù đôi khi Giáp Thìn có thể cảm thấy khó chịu vì Sửu quá cẩn trọng, nhưng chính sự bình tĩnh và trách nhiệm của Sửu sẽ làm nền tảng vững vàng giúp Giáp Thìn thực hiện những ý tưởng táo bạo của mình. Mối quan hệ này sẽ bền chặt và đầy ý nghĩa trong công việc. 3. Giáp Thìn và Dần, thử thách và tranh giành quyền lực. Khi làm việc với tuổi Dần, Giáp Thìn sẽ gặp phải nhiều thử thách trong việc hợp tác. Cả hai đều có tính cách mạnh mẽ và thích độc lập. Dần thích làm theo cách của mình và có phần bảo thủ, trong khi Giáp Thìn lại có xu hướng lãnh đạo và muốn mọi việc theo kế hoạch của mình. Sự tranh giành quyền lực giữa hai con giáp này có thể dẫn đến mâu thuẫn và xung đột trong công việc. Tuy nhiên, nếu cả hai có thể học cách tôn trọng và chia sẻ quyền lực, thì sự kết hợp này vẫn có thể mang lại thành công lớn nhờ vào sức mạnh và nhiệt huyết của cả hai. Đây sẽ là một mối quan hệ đầy thử thách nhưng cũng rất đáng giá nếu vượt qua được. 4. Giáp Thìn và Mão, sự sáng tạo và hỗ trợ tài chính. Khi hợp tác với tuổi Mão, Giáp Thìn sẽ tìm thấy sự bổ sung hoàn hảo trong công việc. Giáp Thìn có thể đảm nhiệm những công việc liên quan đến tài chính và vật chất, trong khi Mão sẽ là người đưa ra những ý tưởng sáng tạo và giúp nâng cao giá trị công việc. Sự kết hợp này có thể mang lại những cơ hội mới trong kinh doanh, với Giáp Thìn giữ vai trò lãnh đạo và Mão đóng góp ý tưởng sáng tạo. Cả hai sẽ cùng làm việc để xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ và phát triển công ty ngày càng lớn mạnh. Đây là sự hợp tác mà cả hai bên đều cảm thấy hài lòng và đầy hứng khởi. 5. Giáp Thìn và Thìn, mâu thuẫn quyền lực nhưng đầy sáng tạo. Giáp Thìn và Thìn đều có một đặc điểm chung là mạnh mẽ và có xu hướng muốn chiếm lĩnh quyền lực. Chính vì vậy, khi hợp tác, hai con giáp này sẽ dễ dàng gặp phải xung đột về quyền lợi và cách thức làm việc. Tuy nhiên, nếu cả hai biết cách làm việc cùng nhau để tìm ra sự cân bằng, họ sẽ mang lại một tập thể sáng tạo và năng động. Giáp Thìn có khả năng lãnh đạo và sáng tạo, trong khi Thìn cũng không kém cạnh với những sáng kiến riêng. Khi hợp tác, họ có thể tạo ra một môi trường làm việc vô cùng năng động và sáng tạo, mặc dù cần phải vượt qua những khó khăn về quyền lực. 6.
Giáp Thìn và Tỵ tổ chức và thực hiện kế hoạch hoàn hảo. Khi kết hợp với tuổi Tỵ, Giáp Thìn sẽ tìm thấy một đối tác lý tưởng để thực hiện các kế hoạch kinh doanh. Tỵ là người rất tổ chức, biết lập kế hoạch và xử lý công việc một cách hiệu quả. Trong khi đó, Giáp Thìn lại là người năng động và mạnh mẽ, có khả năng thực hiện các kế hoạch đã được vạch ra. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và mang lại nhiều cơ hội tài chính cho cả hai. Tỵ có khả năng tổ chức và lên kế hoạch, còn Giáp Thìn sẽ giúp biến các ý tưởng thành hiện thực nhờ vào sự mạnh mẽ và nhiệt huyết của mình. Đây là một sự kết hợp đầy may mắn trong kinh doanh. 7. Giáp Thìn và Ngọ hợp tác để phát triển công ty. Giáp Thìn và Ngọ tạo thành một cặp đối tác rất mạnh mẽ trong công việc. Ngọ vốn thích tự do và không tập trung vào công việc, nhưng Giáp Thìn sẽ giúp họ tìm được sự hứng thú trong những công việc tưởng chừng như nhàm chán. Khi làm việc chung, Giáp Thìn sẽ giúp công ty phát triển mạnh mẽ, trong khi Ngọ sẽ mang lại sự năng động và sáng tạo, tạo ra những cơ hội mới trong công việc. Đây là sự kết hợp giúp công ty của họ luôn phát triển và không ngừng thăng tiến. 8. Giáp Thìn và Mùi, sự bổ sung hoàn hảo. Khi hợp tác với tuổi Mùi, Giáp Thìn và Mùi sẽ giúp nhau hoàn thiện những thiếu sót của mình. Giáp Thìn với trí thông minh và năng lượng dồi dào sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến, còn Mùi với tính cách điềm đạm và sự kiên trì sẽ là người làm việc ở hậu phương, quản lý các công việc hậu cần. Cả hai đều không có sự tranh giành quyền lực, mà thay vào đó là sự tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, giúp công việc phát triển mạnh mẽ và bền vững. 9. Giáp Thìn và Thân, sự mạo hiểm và khát khao khám phá. Giáp Thìn và Thân là hai con giáp yêu thích thử thách và mạo hiểm. Khi làm việc cùng nhau, họ luôn khuyến khích nhau đi tìm những cơ hội mới và thử sức trong những lĩnh vực chưa được khai phá. Mặc dù cả hai đều mạnh mẽ và kiên quyết, nhưng sự kết hợp này lại mang lại sự sáng tạo và động lực vô cùng mạnh mẽ. Với sự may mắn về tài chính của Giáp Thìn và sự chăm chỉ của Thân, đây sẽ là một sự hợp tác đầy thịnh vượng và thành công. 10. Giáp Thìn và Dậu, sự kết hợp hoàn hảo giữa tài chính và sáng tạo. Khi Giáp Thìn và Dậu hợp tác, họ sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh với sự kết hợp giữa sự may mắn tài chính của Giáp Thìn và đức tính cần mẫn, tỉ mỉ của Dậu. Giáp Thìn sẽ mang đến những cơ hội tài chính lớn, trong khi Dậu sẽ giúp lập kế hoạch và quản lý tài chính một cách khoa học. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp công ty phát triển bền vững nhờ vào sự tin tưởng và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên. 11. Giáp Thìn và Tuất, sự chăm chỉ và hiểu biết mục tiêu chung. Khi hợp tác với tuổi Tuất, Giáp Thìn sẽ tìm thấy một đối tác chăm chỉ và có khả năng phân bổ thời gian hợp lý. Tuất là người rất đáng tin cậy và luôn làm việc với sự tận tâm. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp Giáp Thìn yên tâm và tin tưởng vào quá trình phát triển của công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng là cả hai phải hiểu rõ mục tiêu chung và phối hợp nhịp nhàng để đạt được sự thịnh vượng. 12. Giáp Thìn và Hợi, sự trung thành và động lực. Hợp tác với tuổi Hợi, Giáp Thìn sẽ tìm thấy sự hỗ trợ từ một người rất trung thành và kiên trì. Hợi thích chăm sóc công việc và luôn thực hiện những nhiệm vụ được giao một cách tận tâm. Giáp Thìn với sự sáng tạo và khả năng lãnh đạo sẽ thúc đẩy công việc đi lên, trong khi Hợi sẽ chăm sóc các công việc yêu thích của mình. Sự kết hợp này sẽ giúp cả hai tạo ra một môi trường làm việc thân thiện và hiệu quả, hướng đến sự thịnh vượng chung. Nhân sinh cảm ngộ. Quý khán giả thân mến, trong giáo lý của Đức Phật, một trong những chân lý quan trọng nhất là sự vô thường. Vô thường có nghĩa là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều không bền vững, luôn thay đổi và không tồn tại mãi mãi. Phật dạy chúng ta rằng cả khổ đau lẫn niềm vui đều chỉ là những trạng thái nhất thời, tựa như dòng sông chảy không ngừng biến đổi theo thời gian. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ có thể đối diện với cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn, không quá đau khổ khi đối mặt với mất mát, cũng không quá bám víu vào những gì ta cho là hạnh phúc. Khổ đau và niềm vui là những dòng chảy tạm thời. Khổ đau không kéo dài mãi mãi. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua những thời khắc đen tối, cảm giác như mọi thứ đều đổ vỡ, như thể khổ đau là một cơn bão không bao giờ kết thúc. Nhưng Đức Phật đã chỉ ra rằng khổ đau cũng giống như những cơn mưa, dù lớn thế nào cũng sẽ dừng. Mỗi nỗi đau đều có điểm khởi đầu và cũng có điểm kết thúc. Chúng ta thường thấy rằng sau những ngày mưa, bầu trời lại trong xanh và nỗi buồn cũng vậy. Khi bạn hiểu rằng khổ đau là một phần tự nhiên của cuộc sống, bạn sẽ bớt sợ hãi và lo âu khi đối mặt với nó. Hãy tin rằng thời gian sẽ chữa lành,
và mỗi vết thương đều mang trong mình bài học để chúng ta trưởng thành hơn. Khổ đau là cơ hội để rèn luyện tâm hồn. Thay vì oán trách những khổ đau, chúng ta có thể nhìn chúng như một cơ hội để rèn luyện lòng kiên nhẫn, sự chấp nhận và lòng từ bi. Phật dạy rằng chính trong khổ đau, chúng ta mới nhận ra giá trị thực sự của niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui cũng chóng qua, nếu khổ đau không kéo dài thì niềm vui cũng vậy. Phật dạy rằng mọi cảm xúc tích cực, từ niềm hân hoan đến sự hài lòng, đều là tạm bợ. Hạnh phúc, dù lớn lao hay nhỏ bé, đều sẽ phai mờ theo thời gian. Điều này không có nghĩa là chúng ta không được phép tận hưởng niềm vui, mà là phải biết buông bỏ khi nó qua đi. Hãy nghĩ về một bông hoa nở rực rỡ, dù đẹp đẽ bao nhiêu, nó cũng sẽ tàn úa. Nhưng chính vì sự ngắn ngủi đó, chúng ta càng trân trọng vẻ đẹp của nó hơn. Cuộc sống cũng vậy, khi ta hiểu rằng niềm vui là hữu hạn, ta sẽ học cách tận hưởng từng khoảnh khắc mà không để mình bị dính mắc vào nó. Tâm hồn bình thản trước khổ đau và hạnh phúc. Phật khuyên chúng ta nên giữ tâm hồn bình thản trước cả khổ đau lẫn hạnh phúc. Đừng để hạnh phúc khiến bạn quên đi sự vô thường, và đừng để khổ đau làm bạn quên rằng nó rồi sẽ qua. Sống với sự bình an trong tâm hồn là bí quyết để sống an lạc. Bí quyết này nằm ở chỗ bạn nhận ra và chấp nhận tính chất tạm thời của mọi thứ. Khi bạn hiểu rằng cả khổ đau và niềm vui đều là một phần tự nhiên của cuộc sống, bạn sẽ không còn bị cuốn vào dòng xoáy của những cảm xúc tiêu cực hay tích cực. Sống trong hiện tại. Đức Phật dạy rằng hãy sống trong hiện tại. Hãy tận hưởng từng giây phút hiện tại, bởi đó là tất cả những gì bạn có. Sống trong hiện tại không có nghĩa là thờ ơ với tương lai hay quá khứ, mà là trân trọng giây phút này mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Khi bạn biết rằng mọi thứ đều là tạm bợ, bạn sẽ không còn cảm thấy tuyệt vọng khi mất đi điều gì, cũng không cảm thấy hoang mang khi niềm vui tan biến. Thay vào đó, bạn sẽ học được cách sống cân bằng, hài hòa với chính mình và với mọi thứ xung quanh. Sự buông bỏ và tìm kiếm tự do. Một trong những giáo lý quan trọng nhất của Đức Phật là sự buông bỏ. Phật dạy rằng chính sự bám víu vào hạnh phúc hoặc oán giận khổ đau mới là nguyên nhân khiến chúng ta đau khổ. Khi bạn buông bỏ được những gì không còn thuộc về mình, bạn sẽ tìm thấy sự tự do trong tâm hồn. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ, mà là chấp nhận. Bạn chấp nhận rằng mọi thứ đến và đi theo lẽ tự nhiên, và bạn không cần phải kiểm soát tất cả. Sự an lạc nơi tâm hồn. Khi bạn buông bỏ, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn bị gánh nặng của quá khứ hay lo lắng cho tương lai đè nặng. Lời Phật dạy về sự vô thường không chỉ là một triết lý mà còn là một cách sống. Khi bạn hiểu rằng mọi thứ đều là tạm thời, bạn sẽ biết cách trân trọng những gì mình có, học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình, và tìm thấy sự an lạc trong mọi hoàn cảnh. Cuộc sống như dòng sông. Hãy sống như một dòng sông chảy mãi không ngừng, vượt qua mọi gành thác mà vẫn giữ được sự bình yên nơi đáy lòng. Cuộc sống sẽ luôn có những thử thách, những biến động không thể tránh khỏi. Nhưng nếu bạn có thể giữ vững tâm hồn bình an, bạn sẽ không bị cuốn trôi bởi những cơn sóng dữ dội. Hãy nhớ rằng khổ đau không kéo dài mãi mãi, niềm vui cũng chóng qua, nhưng sự an lạc trong tâm hồn sẽ ở lại với bạn mãi mãi nếu bạn biết sống đúng với lời Phật dạy. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.